Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pond Gaming. Mình đã có một video về Limbo và chắc chắn mình không thể bỏ lỡ thằng anh em của nó là Inside. Nếu Cuphead là game indie hay nhất năm 2017 thì Inside là game indie hay nhất năm 2016. Với lối chơi đơn giản, dễ nắm bắt và cốt truyện vô cùng hài não, Inside được cộng đồng game thủ nhiệt tình đón nhận. Trước tiên mình xin cảm ơn bạn Haru đã donate cho mình. Anh thấy em donate cho anh cũng khá nhiều rồi nên không biết túi tiền của em còn ổn không. Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn em rất nhiều. Và không dài dòng nữa, ngay bây giờ hãy cùng mình chinh phục Inside, một siêu phẩm trong thể loại kinh dị giải đố. Trong Inside, chúng ta điều khiển một cậu bé vô danh, không hề có một dòng hội thoại nào. Thứ duy nhất ta có thể làm là đi về phía trước. Với dòng game kinh dị thì bóng tối là yếu tố không thể thiếu. Nhưng các bạn cũng không cần quá lo vì mình chỉ cho các bạn xem những cảnh đủ ánh sáng thôi. Trong khu rừng, chúng ta bắt gặp hai người đàn ông đang đi tuần tra. Họ đang lùng sục thứ gì đó, không biết họ nhắm tới cậu bé hay một thứ gì khác. Đi được một lúc thì con chó của họ đã phát hiện ra cậu bé. Lúc này chúng ta phải chạy thục mạng để không bị chó cắn. Dù đã rất cẩn thận nhưng cậu bé vẫn bị mấy thằng kia phát hiện. Bằng sức mạnh phi thường thì cậu bé bứt tốc nhanh hơn cả một người đàn ông trưởng thành. Lưu ý là khi đến đây, ta phải dừng lại một tí để cái xe hơi trước mặt không phát hiện ra, sau đó mới chạy tiếp. Cuối cùng ta bị một đám chó dí và phải nhảy xuống hồ. Mình có thằng bạn từng bị chó cắn nên thấy mấy cảnh này cũng hơi rén. Sau khi bơi một quãng dài thì chúng ta tiến vào trang trại, mở cửa cho mấy con gà vào, sau đó dụ tụi nó đứng trước cỗ máy này, khởi động cỗ máy để nó hút mấy con gà bắn vào cái thùng kia. Cái thùng kia sẽ rơi xuống và ta lợi dụng nó để đi tiếp. Tiếp theo ta phải chiến đấu với con heo điên loạn. Sau một hồi vật vã thì con heo tâm sầm vào tường, ta rút con giun sáng trong mông nó ra. Chính con giun sáng này là thứ làm con heo trở nên điên loạn. Có vẻ như đây là một loại dịch bệnh chăng? Kéo con heo lại ngay chỗ cái nón. Lúc này ta nhận ra đây chính là chiếc nón điều khiển tâm trí và chúng ta đang điều khiển mấy ông công nhân đằng xa. Với sức mạnh tập thể, mấy ông công nhân đã xô đổ mấy khúc gỗ mở đường cho cậu bé đi tiếp. Tiếp theo ta bắt gặp một hàng người dài đang xếp hàng để mua bánh đồng xu phô mai. Nếu nhìn kỹ lại ta sẽ thấy những người này rất vô hồn và rất giống mấy ông công nhân ta điều khiển hồi nãy. Khả năng cao những người này cũng đang bị điều khiển tâm trí. Giờ ta phải đi qua mấy cái đài quan sát, cẩn thận nếu sau cây cột và chạy nhanh vào thang máy để trốn thoát. Kế đến là một đoạn mình cực kỳ thích trong Inside. Cậu bé bị rơi xuống ngay giữa hàng người. Lúc này ta phải bắt chước từng cử động của dòng người, không được để mọi người phát hiện ra. Khi bước vào ô vuông này thì ta phải nhảy lên. Như bạn thấy có rất nhiều người đang quan sát. Mình nghĩ đây là một thí nghiệm sinh học gì đó chăng? Ở ô vuông kế tiếp ta phải xoay người 180 độ rồi xoay ngược lại. Mặc dù không bị phát hiện nhưng con chó thì rất thính và nó đã ngửi được mùi khác thường. Sau một hồi chạy trốn khỏi con chó thì chúng ta đang điều khiển ông công nhân phía trên. Và sau đó ta cho ông đó đội nón để ông đó điều khiển một ông khác nữa. Mẹ ảo thật đấy. Chạy được một lúc con chó lại tiếp tục phát hiện ra ta. Mình không hiểu sao mấy chỗ này nhiều chó thật sự. Chúng ta phải bơi vào trong, dụ cho con chó bơi theo, sau đó lặn xuống và thoát ra ngoài. Con chó vì quá cây cú nên đã rủ thêm đồng bọn. Ở đây ta đứng bên trái cái rào dụ tụi nó qua. Khi tụi nó qua thì ta quay lại gỡ một khúc gỗ, tiếp tục leo lên cái rào và qua bên trái. Cứ như thế ta làm tới khi gỡ hết khúc gỗ là được. Một người đàn ông đang chờ người yêu của mình lái tàu đến. Khi hai người đó vào phòng hú hí thì chúng ta lẻn xuống dưới chôn tàu của họ. Khi lái tàu sâu xuống dưới ta nhận ra đây là một đại dương mênh mông rộng lớn. Đến đoạn này ta phải bỏ tàu lại và bơi qua mấy thanh sắt. Sau chặng đường dài ta quay lại bấm cái nút này để mở cửa và giải cứu con tàu. Nếu bạn chưa biết thì con tàu có thể đâm mạnh về một hướng nào đó, thường được dùng để hút bể chướng ngại vật. Còn ở đây ta dùng lực để nhảy qua bên kia tường. Ta bắt gặp một sinh vật mà mình sẽ gọi là bà già tóc dài. Bà già tóc dài rất nguy hiểm và liên tục đuổi theo ta. Ta phải chiếu đèn vào bả để bảo vệ bản thân. Sau khi chạy thoát khỏi bả thì ta đến với một câu đố vô cùng hắc nẻo. Ý tưởng chung là bạn phải tập hợp đủ mấy anh công nhân vào ô vuông này. Vì đầu tiên là đi xuống lầu dưới, vượt qua một vài chướng ngại vật và đổi cái nón này lên đầu. Với cái nón này, ta có thể điều khiển mấy anh công nhân theo ý muốn. Nhờ mấy anh ấy ném bạn lên trên cái thang này, sau đó giải cứu mấy ảnh ra ngoài. Tiếp tục sang trái, mở cái thùng này để thu thập thêm công nhân. Đây là toàn bộ công nhân ở lầu dưới. Ở lầu trên bên phải, chúng ta có một cái xác. Ném cái xác này xuống dưới, nó cũng sẽ được ghi nhận là một người. Còn ở bên trái ta đoàn kết đẩy khung sắt xuống giải cứu thêm công nhân. Và như vậy là đủ để chúng ta đi tiếp. Sao mày ngu thế hả? Mình đã quên mất lầu giữa. Sang bên trái vào điều khiển cái cần gạt sao cho cái xe ra khỏi đường ray.
Đây là 6 anh công nhân cuối cùng và bây giờ thì chắc chắn không thiếu ai nữa rồi. Trước khi đi tiếp thì mình sẽ chào mấy anh một cái vì đã giúp đỡ mình. Tiếp theo là một đoạn vô cùng đáng sợ vì cứ cách mấy giây sẽ có một đợt sóng siêu âm ập đến. Khi chạy qua đây bạn phải gạt cần để mở cái thanh chắn lên. Ngay khi sóng siêu âm vừa đập vào thì gạt lại cần đó để mở cái thanh chắn tiếp theo. Sau rất nhiều gian khổ thì cậu bé đã chui vào được một nơi an toàn khỏi sóng siêu âm. An toàn không bao lâu thì cái thang máy lại sập xuống. Hãy chờ đón sự quay trở lại của bà già tóc dài. Lần này bà dí rất dữ dội. Ta đu sợi xích qua, nhúng chân xuống nước dù bão qua đây. Sau đó đu ngược lại, lặn xuống bấm nút và bơi qua trước khi cánh cửa đóng lại. Trải qua rất nhiều thử thách gian nan, cậu bé nghĩ mình đã chạy thoát khỏi bà ta. Nhưng xui thay, sợi xích lắc lư làm cậu bé trượt tay rơi xuống. Bà già tóc dài tóm lấy cậu bé và trò chơi kết thúc. Thật ra thì chưa đâu, bà gắn một thiết bị vào người cậu bé. Cậu bé sống lại và nhận ra mình có thể thở dưới nước. Càng bơi ta càng nhận ra, dường như nơi đây từng là phòng học hoặc phòng nghiên cứu, nhưng giờ đã bị chìm dưới biển sâu. Cậu bé bắt gặp một căn phòng bí ẩn với rất nhiều xác chết treo trên trời. Thu thập đủ 2 cái máy xì hơi, cậu bé dùng chúng để leo lên trên. Khá là hại não khi ở trên trời là nước, còn ở dưới là không khí. Ngoài ra mấy cái xác chết treo khắp nơi tạo cảm giác rùng rợn. Đây là câu đố mình đánh giá khó nhất game. Đầu tiên sang trái lấy cái thùng này. Cẩn thận khi có người vào thì núp sau cái thùng. Mang cái thùng đó sang phải. Cần gầy này giúp bạn điều khiển mực nước. Nhắc lại là ở trên là nước, còn ở dưới là không khí bình thường. Hạ mực nước xuống tới khi nào bao trùm cái thùng. Lúc này cái thùng sẽ nổi lên trên. Bơi lên trên và kéo cái thùng qua một tí. Sau đó rút hết nước lên trời và để cái thùng rơi xuống. Tiếp tục hạ nước, nhưng nếu hạ xuống quá tay thì cửa sẽ đóng lại. Hạ làm sao cửa vẫn mở ra là được. Cuối cùng leo lên cái thùng, nhảy lên trên nước, bơi qua và đi ra khỏi chỗ này là được. Nếu bạn không hiểu câu đố vừa rồi hoạt động ra sao thì cũng đừng lo, bởi vì nó khó thật. Tiếp theo ta tập hợp mấy ông bà già lại, nhờ họ ném lên trên nước, bơi qua bên phải và trong lúc rơi xuống bấm cái nút đỏ để mở cửa. Cậu bé đã đột nhập thành công vào cơ sở nghiên cứu. Ngạc nhiên thay, mọi người không hề chú ý đến cậu bé mà cứ nhìn chăm chăm vào thứ gì đó trong cái bể chứa. Cậu bé bằng cách nào đó đã chui vào trong bể chứa và thấy một cục thịt to bự. Có vẻ cục thịt này là hợp thể của rất nhiều người khác vì ta thấy tay chân lòi ra tùm lum. Cậu bé bị cục thịt nút lấy và từ giờ ta sẽ điều khiển cục thịt này. Cục thịt phá vỡ bể chứa làm nước ào ra. Sau đó cục thịt quẩy nát cơ sở nghiên cứu và đè chết một người đàn ông. Điều kỳ lạ là có một số người vẫn quan sát cục thịt di chuyển, thậm chí họ còn giúp đỡ cục thịt trong việc giải đố và mở đường đi. Có lẽ nào họ đã lường trước việc này và tất cả đều nằm trong dự tính chăng? Và sau cùng, cục thịt thoát khỏi cơ sở nghiên cứu, lăn xuống đất và nằm yên một góc. Cứ như thế, trò chơi kết thúc. Và như vậy là mình đã phá đảo Inside, game indie hay nhất năm 2016. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe, hoặc tốt hơn nữa là donate. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.